được mệnh danh là ông vua miền Tây, với chất giọng sâu lắng giàu cảm xúc thường thể hiện các ca khúc trẻ trữ tình, đã chinh phục trái tim của rất nhiều khán giả ở khu vực miền sông nước. Độ hot của anh gắn liền với nhiều bản hit như nụ hôn lạnh, nhói lòng, góc khuất trong tim anh cùng chuỗi series phim ca nhạc người trong giang hồ. Anh là một ca nhạc sĩ, nhà làm phim kim diễn viên người Việt Nam mang tên Lâm Chấn Khang. Hãy xem hết video để biết thêm tiểu sử về nam ca sĩ này nhé. Vừa Thái Châu, nghệ danh trên sân khấu là Lâm Chấn Khang sinh năm 1980 tại Cần Thơ. Sinh ra trong gia đình cha mẹ làm nghề bán xăng. Do thi trượt đại học ngành y nên anh bỏ nhà lên Sài Gòn tham gia vào những cuộc tụ tập ăn chơi quậy phá. Nổi danh ở khu vực quận 10 thời gian sau anh thức tỉnh, nhận ra sai lầm và dũng cảm xây dựng lại tương lai. Lâm Chấn Khang theo học khóa âm nhạc tại trường Nguyễn Du được khoảng 2 năm rưỡi. Bắt đầu với niềm đam mê ca hát khi trong tay chỉ có một ít tiền. Anh đã lấy nhạc có sẵn tự đi thu sau đó thuê hai người quay đám cưới để thực hiện MV. Song song đó anh cũng tự tay dán poster khắp nơi, rồi ký gửi sản phẩm cây nhà lá vườn tại các tiệm đĩa để quảng bá tình tuổi của mình. Toàn bộ số lượng đĩa anh cung cấp cho các tiệm đều bán hết sạch, tạo nên động lực rất lớn giúp anh cố gắng hơn nữa. Năm 2007, cơ duyên đến khi hai MV của anh chia sẻ lên mạng và bắt đầu tạo nên cơn sốt. Đặc biệt là ca khúc ở phương đó hãy tha thứ cho anh nhận nhiều sự ủng hộ, cũng từ đó anh bắt đầu được mời đi hát show. Nhờ lợi thế ngoại hình sáng, chất giọng truyền cảm cùng phong cách biểu diễn mộc mạc, gần gũi, anh sớm trở thành cái tên được chú ý. Năm 2009, anh ra mắt MV phim ca nhạc sống gió nhân tâm. Năm 2012, anh thành lập kênh YouTube Khang Drop Hi chuyên đăng tải video ca nhạc. Tháng 8 năm 2014, ra mắt album Sến Lạ được phát hành trên các trang nhạc trực tuyến như Diên MP3, Nhạc của Tàu. Được nghe qua album này cực khủng vượt con số 600.000 người. Tiếp đến là phát hành series phim ca nhạc Người trong Giang Hồ, mở màn với thời niên thiếu của Trần Hảo Nam. Năm 2015, ra mắt phim ca nhạc Sống Gió Truyền Kiếp. Năm 2016, ra mắt phim ca nhạc Cái xác Không Hồn. Năm 2018, anh trở thành ca sĩ Việt Nam thứ hai sau Sơn Tùng MTV giành nút vàng YouTube. Cuối năm 2018, video ca nhạc người trong giang hồ phần 6 của anh lọt vào top 10 video ca nhạc nổi bật nhất thế giới, trở thành video đầu tiên của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này. Cuối năm 2019, anh tiếp tục ra mắt một dự án web drama được đầu tư chỉnh chu, đầy tâm huyết mang tựa đề thầy giáo nam. Không còn hình ảnh chất chơi quen thuộc mà lột xác 100% sang hình ảnh thế giáo gần gũi, trẻ trung và phù hợp hơn đối với giới trẻ với nội dung chân thực miêu tả cuộc sống lứa tuổi học trò, sản phẩm âm nhạc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Lâm Chấn Khang có vợ là ca sĩ Kim Dung Si, tên thật là Trần Thị Thùy Dung. Cả hai quen biết nhau nhờ cơ hội hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc và yêu nhau hơn 17 năm trước khi cưới. Ngày 3 tháng 11 năm 2019, anh gây xôn xao khi cầu hôn người yêu bằng nhẫn kim cương kèm với một chiếc xế hợp khủng. Trên trang cá nhân anh chia sẻ hình ảnh tình tứ của cả hai kèm theo dòng trạng thái. Giờ em chính thức là vợ của anh. Yêu em mãi mãi, ngày 28 tháng 8 năm 2019, cặp đôi đã công khai bộ ảnh cưới với tông màu trắng và đen vô cùng đơn giản nhưng sang trọng và đẹp đẽ ghi lại hình ảnh hạnh phúc nhất của cặp đôi. Hôn lễ chính thức diễn ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2019 bình dị với 150 khách mời là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, đánh dấu chặng đường mới sau 17 năm bên nhau, vậy là sau bao khó khăn, thử thách cuối cùng cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau và dành cho nhau sự tin tưởng, tôn trọng để đi đến một cái kết đẹp. Trước khi cưới cặp đôi đã có với nhau hai người con trai hiện tại có thêm một cô con gái bé nhỏ đáng yêu nữa. Sơn nét về ca sĩ Lâm Chấn Khang, mọi người hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhé.